Bây giờ mọi người vắng trắng lên vị ơi. Quyết tâm lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nghe. Rồi bây giờ chúng ta đứng lên lễ ba lại, để mỗi người đều lễ theo vị Iran nghe. Nhớ khi những đức sướng lên một câu, quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát xong quỳ xuống. Quỳ xuống xong chúng ta quỳ yên ở đó, rồi bắt đầu nghe một tiếng keng mình mới lại xuống, một tiếng keng nữa đứng lên. Nhớ trong thời gian lễ Quan Âm chúng ta có khi nó sẽ mệt hoặc là nó sẽ đau đầu gối, nhưng quý vị hãy kiên nhẫn, sẽ lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, sẽ tạo cho quý vị một lòng tin cực kỳ cao độ nghe quý vị. Nhớ hãy nhiệt liệt đi, rồi quý vị sẽ có cảm giác khi lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Có những khi rất là mệt, mệt muốn xỉu luôn, nhưng quý vị hãy cầu nguyện Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con, để con đầy đủ tâm lực, nguyện lực để lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị chỉ cần cầu nguyện như vậy là quý vị sẽ tự nhiên cái tâm lực quý vị mạnh lắm, quý vị tự nhiên quý vị lễ hết chân 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền. Đừng bao giờ để nó dẫn dụ mình là đi vệ sinh, đi ra ngoài đi vòng vòng chơi một chút coi, cái tâm nó kêu đó, nhưng mà phải kiên nhẫn, rồi quý vị sẽ lễ hết. Nhớ nghe, cố lên vị ơi. Chúng ta kết duyên phấn đấu lên nghe. Rồi bắt đầu những đức lễ mấy lễ nè. Bây giờ những đức đọc và sướng một câu quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát, rồi xong chúng ta quỳ xuống nha. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng ta quỳ xuống. Rồi nghe tiếng keng lại xuống nghe. Lại xuống. Rồi tiếng keng nó đứng lên. Nghĩa là một lại vậy thôi. Và tất cả lại 500 danh hiệu của Iran vậy nhớ nè. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Quỳ xuống. À lại xuống. À đứng lên. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật Thị Hiền. À lại xuống. Rồi đứng lên. Đó là ba lại như vậy vị nhớ nghe. Và 500 danh hiệu cũng y rang vậy luôn. Nhớ đó. Rồi giờ chúng ta quỳ xuống quý vị. Tất cả các cháu nhỏ nít nghe, các con ngoan nghe, không có la lối hoặc là khóc để cho mẹ cha lại Quan Âm. Các con vậy mới ngoan nghe không. Còn khi mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, tuyệt đối mình đừng có mà, dù mình có vui nhưng mà mình đừng có bao giờ mà mình đi nói chuyện qua lại nhau nghe. Tại vì sau lưng có, sẽ có nhiều người ta đang lễ, sẽ làm động người ta. Nó thà làm động nước ngàn sông, đừng nên động tâm người tu tập. Nên bản thân mình lễ nhiệt tình đi quý vị. Có ngàn lại nên những đức cũng muốn lễ cho nó rõ ràng. Còn lúc trước nhiều phương tiện là vì lễ nhiều quá. Bây giờ chúng ta lễ rất là nghiêm túc nghe, chứ không có được nói chuyện qua lại với nhau làm động người phía sau nghe quý vị. Nó nhớ kỹ đó. Giờ và không có được đang lễ mà mình nói chuyện, mình cười, mình la sùm, nó vậy làm động người ta nhiều người. Người ta chỉ cần nói một câu là cái bà này bà lễ qua Quan Âm mà bà giỡn quá trời giỡn. Ngồi hỏi người ta nói gì mình hết phước duyên của mình. Đó là như đức nhắc vị rất rõ ràng đó. Bây giờ chúng ta nguyện hương lễ Quan Âm nè. Nguyện mấy hương mẫu này khắp cùng mười phương cõi,
cung dường tất cả Phật tôn và các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thánh hiền. Duyên cơ đại sáng chói chùm đến vô biên cõi khẩm sông, các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Chúng ta lại một lại. Mình quay xa xa. Sơn thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bạn nên ai con đảnh lệ. Sơn thân Phật vô tận trí huệ Phật cùng thế tất cả pháp thượng chú cho nên con về nương. Sơn chi lớn nguyện lớn cấm độ chúng quần sanh khiến bỏ thân nóng khổ. Sanh kia nước mặt vui con nay sạch ba nghiệp quy y và lễ tang. Nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh về nước cực lạc. Chi tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp viên thanh tăng thường chủ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai giáo chủ Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hành vô hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn ngôi thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại ai chúng Bồ Tát. Âm thanh vậy nó hay á, giữ y nguyên nha. Chúng ta vô lại Quán Âm luôn. Quán Âm Bồ Tát diệu năng thù thanh tịnh trang nghiêm lỵ kiếp tu. Thiên sư hữu cầu thiên sư ứng khổ hải thượng tác độ nhân chu. Nhất tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ nam mô Thiết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ nam mô cổ Phật thể hiện. Nhất tâm đảnh lễ nam mô đương lai Bồ Sư A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ nam mô Ngộ Thiện Vang Vương Tịnh Chủ Phật Đắc Đại Bi Tâm Chu.
Nhất tâm thanh lễ Nam Mô cầu Phật lập thể như sở nguyện, vọng sức tiên thủ tiên nhang. Nhất tâm thành lễ Nam Mô Hoa Cư Kiết Vi Chánh Pháp Minh Vương Như Lai. Nhất tâm thành lễ Nam Mô Bát Vạn Tứ Thiên Mẫu Đà La Tỳ. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Tư Thập Nhị Tuy. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thập Bát Tuy. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thập Nhị Tuy. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thập Bát Tỳ. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Tư Tỳ. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thiên Truyền. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thập Nhị Duyên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Thập Nhất Duyên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Chánh Tu. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Tỳ Câu Lâu Chi. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Mã Đào. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô A Di Đà Yết Lị Bà.
Nhất tâm thành lễ Nam Mô Pháp Tần. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệp Y. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tiếu Phục Độc Hai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Như Ý Bảo Lương. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tam. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Va Nhất Thiết Nghiệp Chương. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ha Ba Đầu Ma Chiên Đàn Ma Ni Tam. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệt Ác Tô. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhiều Ích Chúng Sanh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Mãn Nhất Thiết Nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Cứu Sản Nạn Khổ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Đại Bi Tam. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Đại Từ Tam. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Ngục Môn Khai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chủng Chủng Âm Thanh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chủng Chủng Sắc Tương. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chủng Chủng Lợi Lạc.
Nhất tâm thanh lễ Nam Mô hiện chủng chủng cu khổ cu nạn. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô hiện chủng chủng thằng tham. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng mãn chủng chủng nguyện. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng thoát ngũ nghịch trọng tội. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ cổ độc chú chơi em chào. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ đầu não hùng hiếu chư lên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ yết hầu chư bên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ khổ phúc yêu bói chư bên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ nhãn nhĩ thằng thiệt chư bên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ nha sĩ tỷ thân chư bên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ nha sĩ. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ thủ cước chư bên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ phong cuồng điên bên. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ chư ác quỷ thần não nhan. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ đao binh thủy hỏa tai ác. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ lôi điện chăn bồ. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ quan gia kiên đạo. Nhất tâm thanh lễ Nam Mô năng trừ ác quân ác tặc.